thôi. Con quá. Mỗi cái ở này, ở những cái dũng như thế này tuyệt vời. Và bữa trưa chúng tôi có thể thoải mái. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cây lá bứa dùng để nấu canh chua, loại rau rừng rất là chua. Kỹ coi nha các bạn, đây là lá non của nó giống như lá xoài nhưng mà dài hơn, rất là chua. Tối nay chúng ta sẽ có một cái món canh chua tuyệt vời của đời đầu này. Năm ba con một lần hả? Ba con. Còn một con cá nhỏ xíu nữa. Đây là ống nước và nấu một ít trà rừng. Thôi ghê quá. Anh thấy lắp đầy đây không? Lá gì anh nhỉ? Hử? Lá gì anh? Đây nè. Chà. Má chà hả? Xôi ghê quá nhỉ. Bên này chưa xôi anh nhỉ. Còn hả? Đây đây được không? Được nữa không? Đây được á. Lấy lá tre, đầy cái ống cơm lại, dự thôi, còn chín. Nó nổ không anh? Ở đầu đi. Ở nó xuống. À nè. Ra đây. Mì cho món cá nướng. Nấu cơm chùa. Chuyện phẩm mì lâu hết pin với ta. Hả? Phẩm mì lâu hết pin. Cảm ơn. Có đốt lửa tại ra nhà. Món cá nước, cá suối nước. Ừ, mà khô luôn. Ngon anh. Nice. À, để anh chế là sạch nhất là. Sạch nhất là hả? Tối là con hươu gì nó đi ngang sao ta? Nó hươu thì nó ăn thôi. Ừ. Ngoan lại. Sao được không? Đỉnh quá anh. Ngoan không? Ăn luôn. Hỏi con cá luôn. Rất là thơm. Vâng, cái cá nhiều. Đây là cầm đường từ cầm bảo vệ số 2.